Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã ban hành hướng dẫn liên ngành về phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu khi phát hiện F0 trong trường học thì phải phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó. Thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng. Tách F0 để cách ly, điều trị, tiếp tục truy vết, lấy mẫu, cách ly, rút gọn phạm vi phong tỏa phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể. Hướng dẫn lưu ý, các trường chỉ phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan, tùy thuộc mức độ di chuyển của F0, học sinh, cán bộ, giáo viên dạy tại một lớp hay nhiều lớp. Diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng khu vực học, làm việc, phòng học có liên quan đến F0 theo chỉ định về dịch tễ. Điều đáng mừng đó là qua một tuần trở lại học trực tiếp, thì đến giờ phút này thì chưa có giáo viên cũng như là học sinh là trường hợp là F0. Thì sau khi trở lại trường thì tinh thần thái độ của các em học tập tốt, phấn khởi và bắt nhịp lại kịp so với lúc trước. Thì bên cạnh đó thì nhà trường trước khi vào học trực tiếp thì nhà trường cũng đã xây dựng phương án về công tác phòng chống dịch bệnh. Và điều đầu tiên đó là phải nhắc nhở cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt công tác 5K. Và trước khi học sinh vào trường cũng như là giáo viên thì thực hiện rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt. Cũng như nhắc nhở là đến các khách đến thực hiện công tác liên hệ công tác công việc thì cũng thực hiện đúng 5K và cũng như là khử khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào trường. Nói chung tình hình vừa qua, từ khi ngập 7 ngày 7 tháng 2 đến nay, thì nhà trường không có ca F0 nào xuất hiện tại trường. Thỉnh thoảng có một vài em bị rối loạn tiêu hóa, hoặc là các em có những cái hiện tượng khác, thì xuống phòng y tế thì chúng tôi kiểm tra cũng test các em lại thì âm tính. Thì nếu mà cái hiện tượng này bình thường thì các em trở lên lớp, còn khó khăn chúng tôi mời phụ huynh đến để giải quyết. Bây giờ hiện nay thì chúng tôi đang chuẩn bị, thí dụ như là bây giờ nếu tình hình xảy ra tại một lớp mà từ 5 em trở lên. Nếu tình hình này 5 em trở lên nhưng mà nếu là ở gia đình thì các em phải ở nhà. Còn nếu mà cùng một lúc xuất hiện vậy chúng ta sẽ báo cấp trên và chắc có thể là tạm thời phải ngưng cái lớp học đó bởi vì số lượng quá đông. Còn nếu mà một em thì chúng tôi tùy theo tình huống mà chúng tôi xử lý. Cái vấn đề này thì chúng tôi cũng liên hệ với y tế phường An Hội cũng như là trung tâm y tế thành phố để xin ý kiến chỉ đạo. Theo phương án, nếu F0 là học sinh thì tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Nếu F0 là giáo viên, nhân viên và người lao động thì tạm ngưng hoạt động ở khu vực bộ phận xảy ra F0 để vệ sinh khử khuẩn, xét nghiệm cho tất cả F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Xác định F1 là những người tiếp xúc gần với F0 ở khoảng cách dưới 2m trong thời gian trên 15 phút như ngồi cùng bàn làm việc, ngồi cùng bàn ăn, kể cả đối với học sinh của các lớp do giáo viên là F0 trực tiếp giảng dạy. Các lớp học khác hoạt động bình thường và phân công thực hiện nhiệm vụ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19, nhân viên y tế trường học của cơ sở giáo dục phối hợp trạm y tế, trung tâm y tế xã, phường, huyện, nơi đơn vị hoạt động. Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, nếu có một ca dương tính với SARS-CoV-2 thì cho toàn bộ học sinh trong trường cùng lớp F1 cách ly tại nhà theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh và phụ huynh để đồng thuận thực hiện. Giữ liên lạc và nhắc nhở phụ huynh học sinh thông báo ngay cho nhà trường nếu phát hiện con em mắc COVID-19. Theo thống kê, tính đến ngày 15 tháng 2, toàn tỉnh có 221 học sinh và 38 giáo viên mắc COVID-19 được điều trị tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế. Riêng ngày 14 tháng 2, Bến Tre phát hiện 20 em học sinh và 3 giáo viên bị F0 và được tổ chức điều trị tại nhà.